Sau một thời gian bị gián đoạn do dịch COVID-19, đợt 2 và mưa lũ sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương số 17. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Trong 2 năm qua, qua 16 lần tổ chức và 2 đợt vận động cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19, chương trình đã nhận được tổng số quỹ là hơn 1,5 tỷ đồng của trên 35 đơn vị, hỗ trợ cho trên 300 trường hợp, phần lớn là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Chương trình hôm nay nhằm gây quỹ giúp đỡ các em học sinh, giáo viên Quảng Nam bị ngập lụt, sạt lở đất trong những ngày vừa qua và kết nối hơn nữa sự lan tỏa của mối quan hệ, tình cảm của những người làm báo, những người làm công tác giáo dục với cộng đồng. Trong đó, nhà xuất bản Đà Nẵng đã trích 40% tiền bán 2 cuốn sách Mạch Nước Trong và 119 trò chơi đồng dao cho trẻ em để ủng hộ chương trình. Nhiều doanh nghiệp cá nhân và các thầy cô dạy tại các trường trên địa bàn đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cho chương trình.